từng oán trách em rất nhiều. Sau ngày anh bỏ anh trong cốc liêu, anh từng nói với em rất nặng lời. Sau ngày anh để anh ôm chơi vơi, giờ lớn hơn anh mới hiểu, ai của ôm cuộc sống không lo toan. Vì lúc ngay anh quá xoan, em nào dám gửi phần cho anh mà. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi. Là một năm ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nói. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không xác định tương lai anh thay đổi, sợ sẽ đớn đau cuộc đời.